quý vị một phần lời cuộc thi và phần trình diễn rất kịch tính luôn ạ. Mình xin rất chân thành cảm ơn sự ủng hộ yêu thương của quý vị và những tràng vỗ tay và cổ vũ rất nhiệt tình mà chúng ta hãy cùng chờ đợi cho mình nhé. Thì đến với phần chính điểm của ban trọng tài để ta thực hiện.